Kính chào bà con nông dân, kính thưa các bạn đang xem đài. Hôm nay chúng ta sẽ tới vườn khu vườn Hoàng Kim đã trồng 10 năm và chúng ta sẽ tham quan vườn Hoàng Kim này. Đồng thời chúng ta sẽ được biết về cái kỹ thuật trồng cũng như là cái vùng đất nào trồng được, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bà con nông dân để chúng ta cùng trồng Hoàng Kim nhé. Bà con theo tôi, mời bà con. Chủ nhà ơi, đâu rồi? Xin chào anh. Xin chào anh. Hôm nay xin phép anh cho bên hợp tác xã nông nghiệp Bình Dương tới tham quan cái vườn kim của bên anh. Đồng thời cũng anh sẽ hỗ trợ cho bên hợp tác xã là về cái hướng dẫn về cái kỹ thuật rồi cách trồng hồng kim như thế nào. Rồi anh giúp đỡ nha. Rồi. Vâng. Giờ anh đang làm gì đây? Mời anh. Bây giờ anh em đang tiến hành khâu tạo tỉa tán. Tạo tỉa tán bao trái. Bao trái à? Đó. Ồ, bữa này hình như có trái chín rồi không anh? Đây này trái này nó chín rồi anh. Trái này chín rồi không? Mình có thể bóc trái này ra để mình bao là chín rồi anh nhé. Rồi. Đó. Đây. Và bây giờ em hái được không? Mình hái được. Hái luôn ha. Hái được. Phương pháp hái thế nào đây? Mình chỉ bẻ nhẹ cái nữa gãy rồi. Xoay nhẹ thế này phải không? Qua trái kia. Trái này đây là trái hoàng kim. Chúng ta sẽ hái một vài trái nữa để cho thầy thưởng thức. Rồi, Quỳnh ơi. Cầm trái đây mình qua mình hái trái bên này. Đây là nhân công đang bao trái. Còn mấy người làm anh? Ở đây mình 4 người đang làm anh. 4 người à? 4 người đang làm. Như cái trái cỡ tầm nào thì bắt đầu là mình bao anh nhỉ? Trái của mình bằng khoảng đồng tiền 5.000 đấy, bằng khoảng hạt mít đấy anh. Hạt mít là bắt đầu hạt mít. Nếu là ngón tay là bắt đầu mình bao rồi, đúng không? Đây cái này là mình đang làm ra nhánh. Ủa sao cái này mình lại cắt này bớt đi? Mình cắt đi để cho nó dừng phát triển rồi cái ngọn này để nó tập trung. Tập trung để nó bung dậy ha. Cái này bung rồi nè, cái này cắt rồi nè. Bung rồi, cái này nó lẽ rồi. Này cắt được rồi. Cái này cắt nè, tí nó cắt mớ này được rồi. Cái này thì mình đang chuẩn bị cắt để làm giống anh. Này là cắt vô tư rồi. Này là ok hết rồi nè. Đây này, ra dậy hết rồi nè. Ra dậy hết rồi. Cái này là đừng nói hết rồi. Đây, vườn Hoàng Kim này của mình đã trồng vườn này 8 năm rồi anh, 8 năm. Cây này nó phải to, đường kính của nó chắc phải 5-6 mét nha. 5-6 mét. Mà cái gốc của nó bự quá trời luôn rồi. Mình có thể là xem gốc rất là bự này. Trái nó ra trong thân này rất là nhiều anh. Trái ra trong thân không ạ? Nhiều thiệt chứ. Cái này mà bao rất liên tục. Mấy anh bao trái này. Cái này bao cái này nè. Bao. Trái bự, trái chân nè. Quá trời quá đất. Cô hái trái bự đấy không? Đây từ từ để cho hái trái này. Quay.